Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ bắn cùng người lạ nhá. Vâng, bình thường thì solo squad một mình buồn lắm. Vâng, bây giờ thì có thêm người nó cũng vẫn buồn như là solo squad thôi. Tại vì bọn này là China, chả giao tiếp được gì. Bọn mình có biết tiếng Khựa đâu. Bọn này cũng chả biết tiếng Việt. Ây da, tính là có. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yếu. Ok, mình chấm vào đây mà sao có một thằng đi theo mình thế nhở? Thôi gãy rồi. Cái định mệnh. Vâng, khu này thì nó mắc đông. Và vào đây chỉ có hai thằng thì không biết là mình có gánh được thằng kia hay không đây. Súng đâu rồi? Toàn giáp với mũi đây. Ồ, có lục cây rồi. Ui dồi ôi, cái gì đây? M4. Tuyệt vời. Ồ, thằng kia chết rồi. Ôi, sorry bạn nha. Vâng. Rơi xuống đây mà không lên được tầng 3 thì quá đen cho bạn rồi. Ui dồi ôi, rõ ràng mình nghe tiếng chân rồi. Này thì đẩy đẩy. Ui dồi ôi, hai tay hai súng. Vâng, cấm hai khẩu sóc lọ đuổi theo mình. Nhưng cơ bản thì mình không phải gay đâu nha. Ừ, thích sốc là sốc người ta được đâu. Ui dồi ôi, tay không tấc sắt thế này. Một bé này. Ờ, thanh niên bò xuống cái hẻm hay thế. Vâng, nhất bạn rồi. Vẫn bắn qua được nhưng hơi bị khó tí. Sẽ rất mất thời gian. Chắc mình sẽ đợi đồng đội nó chạy xuống cứu rồi giết cả hai luôn. Cho nó easy game. Cái định mệnh một viên nóc kìa. Vô lý. Chắc thằng này yếu sẵn rồi. Ok, mình sẽ bố cái medkit đã. Chỗ này còn rất là đông nên bắn phải chắc chắn một tí. Bây giờ còn mỗi mình thôi. Hai thằng kia thì không biết là nó lạc trôi đi đâu rồi. Lát để mình clear xong cái khu này rồi mình sẽ chạy qua với bọn kia nhá. Ok. Xác rõ nhiều. Chắc mình sẽ đẩy sang nhà đỏ để lấy cái góc cam nhá. Bởi vì bên này thì đã clear hết rồi. Bên kia thì chắc chắn vẫn còn người. Và ở đây thì mình cũng chia sẻ luôn. Nếu các bạn đã clear được cái sàn đấu rồi thì cứ qua nhà đỏ mà cam thôi. Đạn nam này. Tại vì cái nhà đỏ này thì cam rất là sướng. Cong lên bị cong ấy thì rất là khó. Tại vì cái nhà này rất dễ thủ. Nhiều góc ngách. Ui dồi ôi. Sao cốp 8x lại khó chơi này. Mình quên nhặt thêm cái 4x để bắn gần cho nó dễ. Cái định mệnh. Căng nha. Lút đồ đi các bạn ê. Đúng rồi. Ui dồi ôi. Nó bâu lại như kiến này. Bâu ấy.
Ok, định mệnh thế không gục kìa. Đùa. Trời ơi, biết thế mình sấy 8x luôn. Tầm này tầm gần mà. Phí quá. Ui, nó chạy một mình ra đầu kia luôn. Cạn lời. Úi dồi, bạn ơi, lạc đường à. Tôi cứ tưởng nó đẩy giết mình cơ. Hóa ra nó đi lúc đồ. Ừ. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá. Mà quàng phải thao. Ui, mũ ba kìa. Lát để mình lướt nhà. Ai, ông thấy cái mũ ba nó phê lắm anh em ạ. Nó đỡ được một viên K và một viên M24. Còn ốp thì chịu rồi. Mang mũ gì nó cũng có thể đốt vào đầu được. Ui giời ơi, có mỗi thằng boss thôi, cứ tưởng là còn người cơ. Chắc khu này cũng clear rồi. Mũ 3 của tôi gần ngay trước mắt. Có nên chạy qua lút không ta? Lòng tham bắt đầu thôi thúc mình rồi anh em ạ. Thôi kệ bà áo đi, lút mũ ba đã. Tính sau. Ngồi cam sốt ruột quá. Cái định mệnh ở trong vùng red zone ạ. Và bây giờ có bao nhiêu red zone rơi xuống đi chăng nữa thì mình cũng quyết tâm lấy cho được cái mũ ba. Dám ngăn cản tao à? Tao sợ chúng mày quá cơ. Úi dồi ôi, mũ ba đây rồi. Thằng này giàu ghê á. Một mà đã. Nhiều quá. Nhặt không hết rồi. Ok, có mũ ba là được rồi. Những cái khác tính sau. Chắc mình sẽ bỏ chạy sang đồng đội thôi. Cong đuôi bỏ chạy. Get out. Như này là quá đủ rồi. Mình đang chơi với người lạ mà. Vâng, chả bắn cục người lạ cái gì hết. Toàn đi lẻ thôi. Như này chả khác gì là solo squad cả. Bye bye nha. Bye bye. Úi dồi ôi, cái gì đây? Lầy thì. Đừng tưởng bạn nằm xuống là mình không thấy nhá. Thằng này chắc là người rồi. Thấy mình cái nằm xuống ngay. Đây là thằng cuối cùng của cái team kia.
Hello. Hello. Ui dồi ôi. Cái gì vậy? K98 X8. Đổi súng không bạn ơi? Đổi súng nè. Ui dồi. Mình tính vứt khẩu AK, nó vứt X8 mà tới đéo nhở. Cho mình khẩu K bạn ơi. Cái định mệnh. Ngon thế. Ủa? Mình full ba lô rồi. Vứt cho nó lại cái phốt kit đi. Ok. Đấy, nhà đấy. Đúng rồi, ui dồi ôi. Bằng nó nghe lời thế. Thế chắc là không phải máy rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ phải đi tìm người giết thôi. Mới có 9 kill à. Có nên đi tìm người giết hay là bắn cùng bọn này lấy cái top 1 nhỉ? Bằng lỡ đi giết người bị team người ta giết thì nhục lắm. Chắc là mình sẽ vào đây đợi thính nhá. Đi kiếm thính bắn nhau nó mới vui. Úi dồi ôi, MK14 cũng được. Mình có băng cái đạn mắc xịn cộng thêm cái trích pháp thì nó cũng khá là ổn rồi. Thiếu cái nòng giảm giật nữa thì ok, tại vì khẩu này khá là giật. À đâu, không phải là khá là giật mà là quá là giật. Thịt là BL. Cũng khá là ít khi mình cầm khẩu này làm clip. Chắc là hôm nay mình sẽ bắn khẩu này cho anh em xem. Vâng. Mình chỉ thích bắn những cái khẩu súng mà một viên knockout thôi. Thế còn mấy cái khẩu như này thì bắn cũng được. Đối với mình thì nó cũng như SKS thôi, chả khác gì. Nhưng đối với một số bạn thì nó khá là khó bắn. Cực kỳ khó bắn và những ai thấy nó thì cứ kệch mặt ra thôi, chả ai đụng đến. Cái định mệnh, mấy thằng này nó bỏ mình đi đâu hết rồi? Nãy vừa ngồi chung nhà xong cái chạy đi luôn không gọi người ta với. Bạn bè như cái quần què. Cho mình vào với nào. Các bạn đang làm gì vậy? Các bạn đang làm gì đã? Đi đâu ấy? Cho mình theo với. Úi dồi ôi. Cái định mệnh. Giết luôn ạ. Lầy thì bắn bạn tao này. Con lợn này bố mày sẽ chết luôn. Đã nó kỉ thôi. Còn bắn chết luôn gặt giò các kiểu nữa chứ. Hình như không có ai.
xuống lút đồ cái nhẹ. Con xác nằm la liệt như này không lút hơi phí. Ui dồi ôi, đồng đội mình có gì này, nhiều đồ quá. Thôi lút một thằng thôi, thế là được rồi. Đi theo mình bạn ơi, follow me. Ok, nó ngồi nhà đấy cũng được, miễn đừng chết là được rồi. Cố gắng gánh một thằng về top nào. Hình như có một team ở chỗ này. Đông thế. Ok, khẩu này khá là giật. Giật VKL. Hay à, thiệt là khó. Cầm cái khẩu súng nó giật thế này. Vâng, nhưng không sao. Bắn mà biết ghim tâm một tí thì nó cũng không phải là giật lắm. Ok, nhà này cũng khá là đẹp. Vô đây đi bạn ơi, đứng ngoài làm gì vậy? Lệnh chết bây giờ. Vô nhà này cho nó ấm. Ui dồi ôi, cứ bảo là yếu đi. Mình sẽ cố gắng bán hình team này với lại khẩu MK14. Không biết thằng kia nó làm gì đến đấy nhở? Làm gì đấy bạn ơi? Ui dồi ôi. Căng nha. Bọn kia nó bắn lại rồi kìa. Lầy thì hóa ra nó ngồi nhà bên cạnh. Mình cứ tưởng là có thằng ngồi trong nhà mình cơ. Ui dồi ôi, mom hay là mâm vậy? Vâng, gọi mẹ vào bắn PUBG à? Cạn lời. Ngồi đâu cũng đéo thoát đâu nha. Ai à, chạy à, chạy đâu con lợn này. Không xong rồi, một thằng đã thoát, bò vào. Này thì chạy này, chạy bằng mắt nha. Đâu rồi? Ủa, thằng kia nó khuất nhanh vậy ta? Cái định mệnh, thằng mơm nó bắn nốc đồng đội mình kìa. Nấp đi bạn này. Này thì bắn nốt đồng đội tao này. Bỏ xuống đây bạn ơi, trên này không cứu được đâu. Bỏ xuống. Đúng rồi, đúng hướng đấy. Ok. Ây da, thiệt là khổ.
Ok. Chết luôn cả thằng Mom và thằng đồng đội nó rồi. Để vài. Ủa, thế bắn nóc nãy giờ nó không cứu á? Đồng đội gì vô tâm vậy? Nhà mình ở ngay giữa bò nên cũng không phải xoắn làm gì. Nhà mặt tiền bố làm to, sợ đéo thì bố con tầng nào nhỉ? Chỉ việc nằm và chờ người khác bưng xác đến thôi. Ui dồi ôi, đông thế. Cây định mệnh không biết bắn đằng nào luôn anh em ạ. Một bé này. À, lấp ló này. Mày lấp ló. Ơ kìa. Lấp ló nữa đi. Tao lại sợ mày quá cơ. Ui dồi ôi. Cái thằng củ lìn này. Vâng, bây giờ sẽ là tình huống 2v4. Này thì lấp ló nữa đi. Cái đậu xanh. Thằng bạn mình lại bị nóc nữa rồi. Không biết nó có đẩy qua nhà không đây. Vãi nồi. Mày có thể chết ít hơn được không? Ui dồi ôi, bom kìa. Ui dồi ôi, cái gì vậy? Hãy cầu nguyện là nó không đẩy qua nhà mình đi bạn ơi. Một bé này. Ơ kìa, đóng cửa. Ủa, thằng kia chết ngoài bò ra. Phí thế, một kill. Ok, còn một thằng nữa. À, lòi súng kìa bạn ơi. Lòi súng kìa. Thôi xong rồi. Ok, top 1.